Hey, chào cô chú anh chị em mình nha, lại là em Tân đây. Hôm nay thứ tư ngày 10 tháng 4 anh em ơi, mới vừa đóng 4 cái tivi chuẩn bị gửi cho anh em nè ha. Hồi sáng giờ mấy anh em ở gần thì cũng có ghé lấy rồi ha, còn mấy cái này ở xa ha, mấy anh em ở xa thì em có vô thùng đóng gói cho anh em mình ha. Đây mấy cái bát treo chân đồ phụ kiện lặt giặt bóc rồi có bán luôn, gửi lẻ cho anh em mình luôn ha. Rồi cái này là ba cái 32 inch với cái Sony 55 inch ha. Đó, vừa chốt xong nè. Rồi cảm ơn anh em xa gần tin tưởng ủng hộ ha. Địa chỉ em ở gần cầu Cái Gà, xã Long Thới, huyện Nhà Lách, tỉnh Bến Tre, em Tân Chợ Lách, Bến Tre. Đây à, quay dãy tivi cho anh em mình tham khảo ha, chứ còn cặp lo BMB nè, xịn sò luôn, lo xịn sò dữ lắm nha anh em, bốn chép bốn tiếng lo zin đẹp ha, chứ lo kẹo kéo nè. Chứ thanh lý mấy củ chép ha, anh em mình chơi được chơi ha. Đó, chép 750 450 có đủ ha. Mấy cặp bát nè, 40 con trăm con 75 xịn sò vang bãi mít nâng tiếng gì em cũng còn nhiều lắm ha. Anh em chơi được chơi ha, mấy mi 7 nè cũng còn nè anh em. Chơi được thì alo em cái em gửi cho anh em mình ha, gửi tận nhà kiểm tra ok anh em mình nhận hàng thanh toán ha. Không dữ thì anh em mình trả lại cho em luôn ha. Rồi, quay cho anh em mình dàn TV giá rẻ anh em ha. Hiện tại là em còn con Samsung nè anh em. Samsung 49 inch màn hình zin đẹp cực kỳ, giá 3 triệu 600 ngàn ha. Zin đẹp không lỗi lầm nha anh em, có chân để bàn luôn ha, 3 triệu 600 ngàn. Đó, 49 inch siêu bự chà bá luôn em ơi. Đang coi mạng ha, này là wifi lên mạng ha. Không có giọng nói nha anh em, con này thì nó chỉ lên mạng wifi thôi chứ không có giọng nói nha. Đó, có sao thì em báo vậy anh em mình, ai chơi được chơi ha. Mình không chơi được con này thì mình chơi con khác ha. Đó. Con này để em mở video khác cho anh em mình coi đi, cái này video này game. Video nào video cho dễ coi anh em, mấy cái video game này nó chạy chạy chóng mặt quá. Cái này chắc toàn là idol xem game không, mở game không. Ok. Đây, 49 inch Samsung màn hình zin đẹp cực kỳ luôn ha, có chân để bàn ha. Zin đẹp không lỗi lầm, 3 triệu 600 ngàn. Có hàng cho anh em mình 1 tháng ha. Đó. Rồi. Sony 49 inch nè anh em. Mà Sony 49 inch màn hình 4K lên mạng wifi đẹp cực kỳ luôn anh em ơi. Đấy. Sony 43 inch lên mạng wifi màn hình 4K có giọng nói tìm kiếm kết nối Bluetooth ha. Lên mạng nhanh mượt có giọng nói tìm kiếm ha, hệ hình Android ha. Đó, màn hình mới bảo hành 6 tháng anh em ơi. Con này là màn hình mới nha, còn keo màn hình chưa lọc nè anh em. Đó, màn hình mới, đặc biệt màn hình mới là mới có cái miếng này ha. Đó, TV thì siêu đẹp tràn viền, siêu mỏng Sony, dòng có chân để bàn luôn ha. Đẹp luôn ha, con này đang bán là 4 triệu 900 ngàn ha. Hiện tại con này em còn 3 con nha anh em, 3 con hay mấy 3 con ha. Đó, Sony là 3 con. Anh em nào chơi được thì alo em ha. Rồi, 40 inch, quay 40 inch. Cái xét này là của An Sang Vô nhưng mà em độ lên cái bo Samsung nha anh em. Và hiện tại là 40 inch lên mạng wifi nhanh mượt hệ điều hành Samsung. Giá 2 triệu 800 ngàn, bảo hành cho cô chú anh chị em mình là 1 tháng ha. Đây, 40 inch Samsung được độ lên bo Samsung ha, 40 inch An Sang Vô ha. Đó, siêu đẹp chà bá, màn hình zin đẹp không lỗi lầm ha. Đẹp cực kỳ sắc nét luôn ha, giá 2 triệu 800 ngàn. Đó, anh em chơi được chơi ha, có chân để bàn luôn ha. Rồi, 32 inch lên mạng wifi kính cường lực nè anh em. Kính cường lực nè, bấm có quảng cáo nè, kính cường lực ha, màn hình mới ha, bảo hành 6 tháng luôn nha. Vỏ thân vỏ nhôm nè, 1 tháng đổi trả miễn phí cho anh em mình, trong vòng tháng đầu mà hư lỗi đổi cho anh em cái mới miễn phí luôn ha. Đó. 2 triệu đồng anh em ơi. 32 inch lên mạng wifi nhanh mượt kính cường lực nè, nhà có trẻ em có nít rồi anh em xài này rất là bền ha. Khỏ này vô tư thoải mái mà trội cũng nhận chân ha. Rồi. Với An Sang Vô nè, 1 triệu 900 ngàn, em còn con nè, 40 inch không có mạng ha, 1 triệu 900 ngàn. Màn hình zin đẹp cực kỳ, không lỗi lầm ha. 32 inch thì còn nhiều ha, đây, Sony ha. Đó, Sony 43 lên mạng wifi bảo hành 6 tháng, hệ nền Android, có chân để bàn, giọng nói tìm kiếm kết nối Bluetooth ha. 4 triệu 9, con này có 3 con ha. Rồi, tới Samsung 40 inch, không có mạng, màn hình mới, bảo hành 6 tháng anh em ơi. Nè, còn tem luôn nè ha. Con này dành cho những anh em mà mình không có xài mạng á, mình xài coi đài á, thì con này nha, 2 triệu 700 ngàn, Samsung 40 inch màn hình mới, bảo hành cho anh em mình 6 tháng nha. Đó, anh em chơi được con này chơi nha, 2 triệu 700 ngàn, bảo hành 6 tháng anh em ơi, 40 inch Samsung nha.
Rồi à, con này cũng Samsung nè, 2,2 triệu, lên mạng wifi nhanh mượt. Em không có mở lên ha, chưa mở ha. À, rồi tới con 24 inch thì em còn một con anh em ơi, 24 inch nè, 1,2 triệu, lên mạng wifi nhanh mượt ha. 24 inch nè, 1,2 triệu ha, màn hình mới luôn, bảo hành cho cô chú anh chị em mình là 3 tháng. Đó, anh em chơi được chơi ha. Rồi, cảm ơn anh em quan tâm theo dõi rất nhiều nha. Chúc anh em một buổi chiều mua bán đắt kèo ha. Cô chú bác gần xa mình thật nhiều sức khỏe ha. Đó, TV là cũng còn nhiều lắm ha. Em bên em có nhận sửa chữa TV ha, sửa mua bán trao đổi xe máy, xe đạp điện, TV đồ có hết nha anh em. Lo kẹo kéo đồ, ai có dàn nhạc đồ mà anh em không xài, thanh lý cũng có thanh lý luôn ha. Có mua bán trao đổi thanh lý dàn nhạc luôn ha. Dàn nhạc xe máy được có luôn ha. Nè, em còn mấy cục men 7 nè, anh em chơi được chơi ha, còn 3 cục nè. Em bãi công sức lớn nè anh em. Đó, anh em chơi chơi nha. Giá 2,5 triệu cục thôi nha. Em bãi xịn sò 2,5 triệu. Cái vang này 900.000 cái, em còn 2 cái ha. 900k hát nhạc cực kỳ hay luôn nè anh em. Bao cho anh em mình hay không hú luôn ha. Đó, anh em mình chơi được chơi nha. Cặp lo BMB nè, 1,2 triệu, anh em chơi được chơi ha, đẹp như mới luôn anh em ơi. Đây. Đẹp cực kỳ luôn ha. Cái lưới mà không có miếng xích xước luôn ha, đẹp cực kỳ luôn, thông số nè, 1200W đi dán nè, 1200W ha, 8 ohm ha, đó 1,2 triệu, anh em chơi được chơi ha. Rồi, cảm ơn em quan tâm theo dõi nhiều nha.